Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Catherine Đồ Cuộc Sống Pháp. Thì Dung đang cắt những cái má bò đó cô chú anh chị. Thì ông sếp ông chỉ cho Dung một cái công thức, đó là má bò nấu bia. Thì hôm nay Dung vào bếp Dung làm cái món này. Thì thịt bò mình lóc bớt cái mỡ đi. Thì phần thịt má của con bò nó ở trong nó có gân gân giống như là phần thịt bắp bò vậy đó cô chú anh chị. Thì nấu garu hay là nấu bò kho rất là ngon. Dung cắt hành tây thành hạt lựu. Dung sử dụng một cái nồi và Dung cho khoảng 10g bơ vào và Dung làm tan chảy cái bơ. Sau khi bơ tan rồi thì Dung sẽ cho thịt bò vào, Dung chiên sơ. Dung cho một chút xíu muối, một chút xíu tiêu xay. Thì trong công thức của người Pháp thì họ nấu không có nêm gia vị nhiều như cô chú anh chị, chỉ chủ yếu là muối và tiêu thôi. Khi thịt bò đã săn lại rồi thì bây giờ Dung sẽ vớt cái thịt bò này ra. Dung sử dụng lại cái nồi và Dung sẽ cho củ hành vào Dung phi. Sau đó thì Dung sẽ thêm cái thịt ba rọi sắc nhỏ vào, thịt lạc đông đó cô chú anh chị. Dung thêm vào một muỗng canh mật ong. Khi củ hành và thịt ba rọi đã thơm là rồi thì bây giờ mình sẽ cho thịt bò vào. Đây là loại bia Blonde. Cái loại bia này mạnh lắm nha cô chú anh chị, 7.8 nồng độ cồn lận, nó để là Fort đó. Cái loại mạnh á thì mình sẽ cho vào đây một lon bia đầy cái loại 1 lít á. Dung sẽ cho mà ông sếp nói là xài được cái bia nâu á thì nó sẽ làm cái màu tự nhiên hơn, còn nếu mà xài bia blonde thì một hồi nó không nâu thì mình cho tí xíu nước tương vào nữa là nó sẽ ra cái màu nâu. Dung thêm một chút xíu tiêu và một chút xíu muối. Thì do là cái thịt ba rọi á, lạc đông nó ra cái nước mặn rồi và nó có gia vị sẵn của chú anh chị cho nên là mình không thêm gì hết. Bây giờ Dung sẽ đậy nắp lại và Dung hầm trong vòng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng đồng hồ, cho tới khi nào mà cái thịt này nó mềm. Je mets des carottes et des patates. Dung nói với ông xã Dung là Dung để đây nấu cho nó mềm, để lửa từ từ. Thì khi nào mềm thì Dung sẽ chia thêm cà rốt và khoai tây vào. Cái món này ông sếp nói là ở nhà hàng thì nếu mà làm nhanh thì cho ăn kèm với khoai tây hoặc là cà rốt, còn nếu mà tiệc lớn á, trang trí rồi này kia nữa thì sẽ ăn kèm với cái bắp cải nồi bé bé đó cô chú, là su le su Bruxelles là đó. Cái đó này ăn kèm với cái món này, rồi có nhiều loại rau để ăn kèm lắm mà người ta chế biến hoặc là ăn kèm với cái gì ta, rau củ hầm nữa. Thì sau 2 tiếng đồng hồ hầm cô Dung đi cô chú anh chị, mà Dung dở một cái là mình không lấy cái nồi áp suất, mình để mình nấu bằng cái nồi, nó lâu ơi là lâu luôn. Thì bây giờ bia của Dung đã cạn rồi, thì cái bia khi mà nó cạn rồi nó không có cái vị đắng nữa cô chú anh chị, mà nó rất là thơm luôn. Nó không nêm gì hết nhưng mà nó ra cái vị giống như là bò kho của mình vậy đó. Đây là cái món món bò nấu bia của Dung đây cô chú anh chị, nhìn rất là đơn giản luôn nhưng mà ngon cực kỳ luôn á, không có gia vị gì nhiều cầu kỳ hết á, nhưng mà
ngon ghê luôn á. Người Pháp người ta nấu ăn bằng gia vị tự nhiên á, như bia này kia đó, là nó ra cái nước tự nhiên hoặc là rượu á, mà đây này nấu là chỉ có niêm muối với tiêu thôi. Thì Dung mời cô chú anh chị ra bàn ăn cơm cùng gia đình Dung nhé, thì cùng thưởng thức cái món bò nấu bia này. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Em con lên mạng con nói sao? Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Anh xin chào bà cô chú. Được rồi, em là chị là gì? Xin chào bà cô chú. Hôm nay Dung làm cái món bò nấu bia đó cô chú anh chị. Ông sếp ông dạy cho Dung làm á, nhưng mà tối hôm qua cái mình định làm mình ăn tối, nhưng mà xong rồi cái mắt khách á, cái sếp nó nấu cái món này rất là lâu rồi, ông chỉ công thức lại. Bây giờ lấy thơm đi. Dạ vâng. C'est bon, mais quand tu l'as, tu vois. Tu trempes la crevette dedans, c'est bon, hein. C'est comme la moutarde. Hein? N'importe quoi, papa. Ah ouais. Deux chacun. Combien de chacun? Nấu ra rồi nó tựa tựa như là bò ra gu của mình á, nhưng mà cái vị nó khác. J'adore. On va mettre un peu de l'eau, c'est trop épais. C'est quoi? Merci Pam. Merci Pam. Et les confitures. Bah t'es super renversé papa. Ah ouais. Il faut remuer un peu tout ça. Voilà. Remuer un peu tout ça. Mais la paille est revenue. Ouais. Stop. Elle a été mangée avec des... Excellent. Le chou Bruxelles. C'est tout. Vous venez ça m'a fait un enfant. C'est tout. Mais c'est tout quoi, papa? Il faut finir d'abord, hein? Ah ouais, ouais. C'est bon, ça, hein? Vous coupez la merde, ouais, c'est tout. Ở trên lầu của Dung á cô chú anh chị, là kiểu như là mở được một cái nhà hàng á, tại vì nó có một cái lối đi riêng. Mà ở phía sau cái phòng parking của Dung á, tại vì cái đường phía sau nhà hàng của Dung đi vô trong nữa là có một cái bãi đất trống, mình có thể hỏi người ta làm bãi đậu xe được luôn, bởi vì nhà hàng của Dung giờ đông cỡ nào cũng có chỗ đậu xe hết á. Thì có người ta hỏi Dung ở trên lầu á để thuê làm cái dạng nhà hàng luôn á cô chú anh chị, mà làm cái nhà hàng mà xung quanh là toàn kính không á, như cái mô hình mới bây giờ á, là Dung thấy có rất nhiều rồi. Có người ta hỏi mình để mua lại để người ta làm văn phòng á, với lại mà vợ chồng Dung tiếc lắm cho nên là không có bán. Mình để sau này nữa mà làm 5-10 năm nữa Dung làm không nổi nữa thì Dung cho thuê hàng tháng vậy đó. Ai muốn làm nhà hàng thì làm, ai muốn làm văn phòng thì làm, chứ bây giờ mình còn yêu nghề đó nên là Dung không có cho thuê. Với lại bây giờ nếu mà giờ mà cho thuê ở trên lầu á là kiểu như người ta đập sữa rồi này kia đó, rồi mình sợ ở dưới á, thì bất tiện lắm, cho nên là ông xã Dung không có chịu cho thuê.
Dung xã Dung nói thì làm được tới chừng nào thì làm, tới nếu mà khi mình không đủ sức khỏe nữa thì bắt đầu mình gom gọn lại. Một là Dung bán cho trời, hai là Dung làm nhỏ lại thôi chứ không có lớn như vậy. On dit pas ça, on dit pas, t'es fou toi, ah. On dit juste, je vais, peut-être que j'ai pas de place à me prendre. Ah oui, t'as raison, hein. Pourquoi pas, il dit des bêtises. Hein. C'est bon, même peut-être le jarret, c'est bon aussi, hein. Il y a un peu de nerf. Stop, Charles, stop, stop. Toi, tu manges toi. Tout à l'heure, tous les deux mangent la pastèque, tu l'as posé sur la table là. C'est moi qui ai goûté la pastèque. Ah. Dung nói với ông xã Dung lúc nãy anh không giấu mấy cái miếng dưa hấu đi. Tại vì ông xã Dung để dưa hấu trong tủ lạnh á, mà để nó lạnh quá đó cô chú và lem ra ngoài cho nó bớt lạnh rồi ăn. Là hai ổng lấy là xử hết mấy miếng rồi. Nấu ăn, các món ăn của người Pháp á, thì nó rất là đơn giản. Thì Dung thấy có rất là nhiều họ sử dụng là muối với tiêu là chủ yếu. Rồi gia vị tự nhiên là nhiều. Ví dụ như họ làm súp rau củ xay ra rồi làm thành nước sốt đó cô chú anh chị. Họ ít có niêm nhiều gia vị giống như mình. Très bon, maman. Délicieux. Rien, chérie? Oui, c'est tout, une patate. C'est tout? Oui. Tu finis la viande quand même. C'est un petit morceau là. C'est deux petits morceaux déjà. Deux petits morceaux? D'accord. Je me sers là. Ouais, mais c'est bon, c'est très bon. Cô chú anh chị thấy là Dung làm món ăn rất là đơn giản luôn, mà ông sếp ông cho Dung công thức này cũng dễ lắm mà thật sự rất là ngon. Nó ra cái gia vị tự nhiên rồi cái nước bia nó rất là thơm nữa, nhưng mà khi mình đổ vô mới đầu thì mình nếm thì nó sẽ đắng, nó có cồn đó cô chú anh chị, nhưng mà sau đó thì nó bốc hơi rồi cái vị bia nó sắc lại á, nó rất là ngon luôn. Bên này thì người ta thường nấu ăn với lại bia hoặc là rượu, cái hương vị của rượu nho á, khi mà nó sấm lại thì cũng rất là ngon luôn. Ông sếp nói với Dung là cái món này làm với má heo hoặc là bắp bò cũng rất là ngon. Nhưng mà nấu thì nó hơi lâu thôi cô chú anh chị, nếu mà cho vô nồi áp suất thì nó nhanh. Nên mà mình đổ lửa Dung đun từ từ á. Rồi sếp nói nấu với má heo cũng rất là ngon, thì Dung mua má heo rồi thì để Dung làm thử. Là nhiều lưới vậy cô chú anh chị, mùa này nó có chút ép vậy nè, siêu thị nào cũng bán, nó bé xíu rồi. Anh nghĩ nhìn nó cũng nghĩ vậy. Cái này partout. Hỏi gì, đem có đem con ba con đem cái du lịch cô nhỉ? Ça va envoler la fête chez tout le monde. Va bloom. Oui, mais on va voir Dieu, hein. Ông phải là gato. Dung, ông xã Dung nói là Dung gọi cho chị chồng Dung, chị chồng Dung nói làm bánh với lại sơ ri giờ của chú anh chị, làm bánh dễ mà chị Dung nói nếu mà không đem về chị làm cho mà cực một cái là phải gỡ hộp nữa thôi. Tại vì lúc sáng á, gia đình Dung đi hái sơ ri giờ bên nhà của hàng xóm đó cô chú anh chị. Cái cây cherry là thấy là đi không nổi luôn, quá trời trái luôn á. Nhưng mà cụ bà 96 tuổi rồi là cụ không có hái được. Bỏ thì nó cũng hư hết, nó rụng hết, không ai hái trơn á. Đúng rồi.
chú ơi, chú phô. 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 Chú dưa lưới ở Pháp thì được ăn như một món khai vị và món tráng miệng. Khai vị thì người ta ăn kèm với lại thịt răm bông á cô chú, rất là ngon luôn. Mà ông sếp nói là ở nhà hàng ông làm á thì hay làm cái cocktail dinatoire, một mà ông chế cái dưa lưới này ra thành một món súp rất là ngon. Thì sếp nói để bữa nào mua đi ông làm thử cho. Nó tiếng Việt hay sao? Cảm ơn. Cảm ơn ba. Dương mời cô chú anh chị ăn tráng miệng với gia đình Dương nhé. Và Dương cũng xin dừng cái video tại đây. Và Pháp tin mừng một cái là hồi tối nay mưa quá trời lớn luôn. Nhưng mà mưa cô chú anh chị mà có ở những chỗ hả, mưa cái dạng mưa đá á, là sập chội lũng nhà lũng xe rồi này kia luôn á, ghê lắm. Mà đường ở ngoài nó trắng xóa á, y như là tuyết rơi vậy đó. Ai quay trên TV á, kỳ này là bảo hiểm là trả no nê luôn. Thì Dung xin tạm biệt cô chú và hẹn gặp lại trong video lần sau. Các con đi tạm biệt các cô chú luôn đi. Tạm biệt con và cô chú. Tạm biệt các con và cô chú. Tạm biệt con. Tạm biệt con và cô chú. Bon fét. Tạm biệt các bạn cô chú. Bon tuần. Cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ. Cuối tuần vui vẻ cô chú. C'est la qualité comme ça. Différent aussi, vous voyez. Hier, elle n'avait pas. Hier, la Julien qui dit oui. Tati, prépare pour Julien. Elle prépare des trucs qu'on ne connaît pas. Ah ouais, elle ne connaît pas. Dưa lưới này thì từ Tây Ban Nha của chú anh chị, nó nhỏ nhỏ vậy đó nhưng mà nó ngọt lắm. Ở trong vùng mình thì chưa có tới mùa. Bây giờ thì ăn là ở Tây Ban Nha hoặc là Maroc thôi. Il craint des guillemets par moi. Ouais. Les deux, je fais.